em rủ chị đi hẹn hò gì mà vô rừng dữ vậy? Chị biết sao không? Tại vì chúng ta vô sâu trong rừng như vậy sẽ không còn ai có thể trốn chúng ta nữa, đặc biệt là Huy Nấp. Thôi cũng được, mình cứ ở trong này không bị ai phá. Tôi gà chị nói em nghe nè. Chị đây bây cái gì vậy? Sau lưng em có ai kìa? Ở đây chỉ có hai tụi mình thôi mà, làm gì có ai sau lưng kìa. Cái con gì vậy? Trời ơi, cái gì chán vậy vậy mà cũng bị phát hiện nữa. Hèn gì nghe cái giọng quen quen. Em làm gì vậy Huy Nấp? Em đang đóng giả thành con Zunomaly để hù hai người nè. Đâu có dễ mà hù được chị. Không hù được chị nhưng mà hù được tâu gà là hay rồi. Đừng nói đó là Huy Nấp. Đúng là tâu gà dễ bị hù được chứ đồ giác ngang. Chui vô trong rừng mình hẹn hò rồi, nó vẫn mò tới để mà nó hù hai đứa mình, nó trốn Việt Nam. Bây giờ nếu mà mình ra mặt thì mình sẽ rất là quê. Mình phải làm gì đó chứ bây giờ mình không thể ra mặt được. Các bạn có thứ gì để cho tôi không? Giúp tôi với, các bạn pha điêu cho. Ok. Wow, đây chính là cái thẻ bài có chữ gì vậy? Zunomaly hả? Ủa là sao? Xin chào anh tâu gà, em là fan của anh đây. Em thấy anh cần giúp đỡ cho nên em đã tặng cho anh thẻ bài Zunomaly. Thẻ bài đó có thể giúp anh thu thập những con quái vật trong Zunomaly, và từ đó anh có thể thu thập được những thẻ bài và biến hóa. Nghe hay quá anh. Trả đũa anh Huy Nấp vui vẻ nha, bye bye. Ui, cảm ơn em nhiều nha. Ui, nguyên một cái thẻ bài Zunomaly tôi đang cầm trên tay luôn. Trước tiên mình muốn có những cái thẻ bài hay để mà biến hóa thì mình phải vô cái sở thú gì vậy, để mình phải thu thập những cái con quái vật đó trước các bạn. Đây rồi các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã tới sở thú Zunomaly trong truyền thuyết rồi này các bạn. Cho tôi vô tôi bắt Pokemon cái thôi. Rồi không biết bây giờ mấy con quái vật nó đang ở đâu ta. Các bạn nãy giờ có thấy con sinh vật gì trong Zunomaly không thì comment ở dưới giúp tôi với, tôi vẫn chưa thấy con nào cho tôi kìa. Ui, hết hồn à. Ui, hình như đó chỉ là con mèo kia các bạn, con mèo trong sở thú Zunomaly đó các bạn. Sẽ nhận lúc nó không để ý mình sẽ thu phục nó lại. Được rồi, đó kia kìa. Được rồi, hello chú mèo, ta sẽ bắt ngươi nè. Hãy cha, wow, và nó đã bị trở thành một cái thẻ bài luôn rồi kìa các bạn. Wow, cái thẻ bài này xịn quá vậy. Khi mình quăng vào một con hả thú kỳ dị nào đó, nó sẽ trở thành một thẻ bài và nó sẽ như kiểu bị thu phục luôn đó các bạn ơi. Đó chỉ là hình con mèo kìa các bạn, lúc hù nhìn ghê quá vậy. Được rồi, con đầu tiên mình đã thu phục thành công, lắm nào. Để coi, ui kìa, ôi cái con gì, cái con gì mà nó nhảy cao như vậy, coi nhìn kìa. Ui, hình như đó là một con khỉ sông. Tôi sẽ muốn thu phục con này đó các bạn, nhưng mà nó hơi cao quá, nó nhảy cao quá, bắt hơi nó khó đó nha. Ui ơi, hình như nó thấy tôi rồi các bạn. Ồ, cái gì vậy? Trời ơi, nó đang đứng theo tôi kìa. Chết rồi, chạy. Mình có hả thẻ bài thu phục mà, đừng lo. Mình sẽ thu phục con khỉ này coi. Hai cha, bắt được mày rồi nè. Woo, yeah, vậy là mình đã thu phục được hai con rồi. Mình đi tìm con tiếp theo thôi. Ui, cái con gì sau lưng tôi mà nó bự quá vậy các bạn ơi? Con voi hả? Trời ơi, nhìn nó bự khủng khiếp được bạn. Trời ơi, con này đúng khổng lồ luôn các bạn ơi. Ơi, hình như nó phát hiện mình rồi. Chạy thôi, nó rượt theo tôi kìa. Ơi, quên mất, mình đang có thẻ bài thu phục mà, ta sẽ thu phục ngươi nè. Hai cha, wow, nó bị thu phục và trở thành một thẻ bài con voi trong Zunomaly rồi các bạn ơi. Ba con rồi các bạn. Được rồi, còn con nào nữa không? Thiệt là thú vị mà, các bạn muốn tôi bắt con nào nữa thì đừng quên comment bên dưới nha. Tôi vừa phát hiện một cái con gì đó khá là bự và khá là ghê luôn các bạn. Nó đang bơi lội ở dưới nước kìa các bạn. Ta chuẩn bị bắt ngươi nè. Kìa vậy. Hai cha, wow, nó rớt ra cái thẻ bài tiếp theo rồi kìa các bạn. Còn con nào để mình thu phục nữa không ta, hay là mình hả đi về với bốn thẻ bài này nhỉ? Tôi nghĩ mình đi về. Được rồi, sao con gì mà tay chân nó dài thon lòn nhìn như là hả Slenderman vậy coi. Wow, đó chỉ là con gấu hả? Ta sẽ bắt ngươi luôn này, con gấu chân tay dài kia. Hai cha, ôi nó rớt đây các bạn. Ôi trời, nó rớt xuống bên này luôn rồi các bạn. Tôi nghĩ nhiều đây là đủ rồi đó các bạn. Tổng cộng là được 5 con luôn đó mọi người. Để coi Huy Nấp kia gặp những con quái vật thiệt nó sẽ phản ứng như thế nào đây. Chúng ta cùng về làng xin tốt thôi nào. Let's go. Vậy bây giờ mình sẽ biến hả trở thành cái thẻ bài con mèo đầu tiên trước này các bạn. Sử dụng thẻ bài đầu tiên nè. Hai cha, thẻ bài nó đang hoạt động rồi nè. Wow, tôi đã trở thành con mèo trong sở thú Zunomaly rồi này các bạn. Đi vô bên trong làng xin tố xem thử mọi người khi mà thấy tôi là con mèo này, mọi người sẽ phản ứng như thế nào, đặc biệt là Huy Nấp hay hù tôi này các bạn. Trời ơi, hôm qua tôi hù thằng tâu gà mặt nó tái mét luôn. Cái gì? Trời ơi, mắc cười vậy? Nó dám kể lại, nó dám bêu xấu mình. Được rồi Huy Nấp, coi mày dám sao. Ủa nhưng mà Huy Nấp ơi, cái con mà ông đóng giả nó đáng sợ như thế nào vậy? Trời, nó đáng sợ đó, nó ghê lắm, không tưởng tượng được đâu. Nó có giống cái con gì ở đằng sau lưng ông không vậy? Hả? Ủa? Ồ, đúng rồi,
con này nè. Trời ơi ghê quá, đi chạy đi. Thôi cậu đi, nó chạy trước tôi rồi. Ha ha, còn Huy nớp thôi. Hello, mày là ai gì? Tao chính là một con mèo trong zoo Nobody đây. Tao muốn ăn cái gì đó, tao đói bụng quá đi à. Trời ơi, má dẫn mua zoo Nobody sống trời. Thôi đứng lại đó, đứng lại đó. Thôi Huy nớp sợ được kìa coi. Đứng lại đó, hai cha. Ủa cái gì? Ủa cái gì sao tôi biến thành cá rồi? Con mèo này có thể bắn ra một cái như bà ai bị dính phải sẽ trở thành con cá rồi để mình đi tới. Thì coi đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại đó. Người biết mèo thì nó sẽ ăn gì không nào Huy nớ? Con mèo ăn con cá. Này thì dám chôn to gà TV à? Trời ơi đúng là con mèo này mạnh thiệt các bạn à. Mình sẽ sử dụng tới thẻ bài con khỉ các bạn ơi. Biến hóa nào hay chưa? Tôi đã trở thành chú khỉ trong Zoo Nobody rồi các bạn. Và chú khỉ này di chuyển bằng tay nha mọi người. Chú khỉ này có đôi tay rất là bự và chân không sử dụng tới. Chú khỉ sử dụng tay để di chuyển luôn nè. Và đặc biệt là hàm răng của chú khỉ này rất là sắc nhọn đó nha. Nếu là khỉ thì mình có thể nhảy rất là cao và nhảy trèo cây đâu các bạn. Đu qua bên này nè, đu qua đây. Trời ơi đúng là chú khỉ xịn đi các bạn. Được rồi, mình đứng đây mình coi thử quan sát Huy nấp đó đâu rồi. Hình như mình thấy bóng dáng Huy nấp kia các bạn ơi. Mày ngồi mày tới đây coi. Huy nấp nó cầm khẩu súng nòng để nó bảo vệ, nó tự vệ luôn sao. Nhưng mà Huy nấp đâu có biết được là mình không còn là chú mèo dễ thương hồi nãy, mình đã là chú khỉ rồi. Bây giờ mình sẽ đu qua bên kia nè. Hai cha, đu qua hai cha. Lùi nấp. Ủa hồi nãy con mèo giờ sao biến thành con khỉ đột luôn rồi? À, dám kêu ta là khỉ đột sao? Ờ, nhưng mà tao không sợ, tao có súng á nha, mày coi chừng. Ôi, tao bắn. Ôi, có súng luôn ai giữ vậy được rồi các bạn. Bây giờ để coi súng Huy nấp làm được gì đây khi mà mình sẽ dùng sợi dây này kéo đó. Hai chào. Ờ, đây là cái súng rồi. Đúng là con khỉ vui vậy các bạn. Mình lấy, mình lôi được cây súng của nó đi luôn này các bạn ơi. Lấy súng nè. Ai cho mày lấy súng mày đây. Mày lấy súng mà mày quăng cây súng lên trời cho nó rớt xuống, bẻ súng luôn nè. Rồi súng luôn. Còn bây giờ thì tới lượt tôi luôn nhau đó ơi. Bây giờ mình sẽ nhảy lên đây trước rồi. Sau đó mình sẽ kéo nó lên. Hai cha, quăng lên trời nè. Mày nè. Con khỉ này mình thấy nó khá là vui coi. Và bây giờ mình sẽ đổi coi chúng ta còn con gì đây. Con voi này các bạn, con gấu và con cá. Các bạn thích con nào tôi chịu các bạn con đó. Ê chạy chạy chạy. Ủa đi đâu Huy nấp đó Huy cái gì? Thằng Huy nấp nó hả? Nó tính lên đó cái con khỉ kia nó bắt được. À nếu mà Huy nấp ở giữa sông thì anh biến thành con cá đi đúng không mọi người? Đó chỉ là con này có thể xuống nước dễ dàng. Biến thành con cá nào. Và to gà đã hóa thành chú cá miệng rộng rồi đây các bạn. Ôi dạ dạ, cho tiền tôi mất máu vậy bạn. Nhảy xuống nước lại. Ôi trời ơi mày ơi các bạn, quên mất cá là nó phải ở dưới nước nó mới sống được các bạn. Ôi Huy nấp đi các bạn. Ở đây thì đó mấy con quái vật nó bắt được mình luôn. À chắc không, chắc không. Bây giờ mình sẽ bơi thôi đi, mình hù nó thử coi. Hello. Cảm giác có sau lưng mình có con gì vậy ta? Đúng rồi, con cá nè. Con cá gì mà bơi như vậy trời ơi. Đang chạy kìa, đứng lại đó, đứng lại đó. Để mình coi thử khả năng của chú cá này ngoài bơi dưới nước là còn được lấy cái gì nữa. Sử dụng kỹ năng con này coi. Mày đừng có lại đó. Bắn mày nè, bắn mày. Ôi, con cá này có thể phun ra nước bọt này coi. Hai chết. Chết rồi. Con cá này có thể phun ra một quả bong bóng khiến người bị kẹt lên đó các bạn ơi. Ôi, nó đang bay lên, nó đang bay lên cái ông lừa. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ kết liễu Huy nấp bằng cách là con cá này đỉnh quá các bạn ơi. Và bây giờ muốn lên bờ thì mình sẽ phải đổi thẻ bài thôi các bạn. Mình sẽ biến hóa thành chú voi con bản đôn nè. Hai cha. Và con gà đã hóa thành chú voi con ở bản đôn rồi. Nhìn có vẻ không giống chú voi con các bạn. Cái này là voi cha, là voi mẹ gì mà nó ghê dữ vậy. Không biết Huy nấp đâu rồi ta. Ui đằng kia có cái gì vậy? Ui cái gì vậy? Cái gì vậy? Con quái vật đâu rồi? Ta lấy xe tăng chơi với người luôn nè. Luôn rồi hả? Trời ơi, ai da, trời ơi nó mạnh quá vậy. Chết trời ơi, con. Cái chiếc xe tăng nó bắn mạnh quá vậy trời. Mình sẽ phải sử dụng sức năng của chú voi con bạn đâu mày coi. Hai cha mày ơi, cái gì? Ui, con voi này nặng rồi, có thể dậm xuống đất bắn nó bay lên nè. Xe tăng mạnh quá vậy nhưng mà không sao. Chú voi con này không thể nào chịu thua được. Hai con voi tới đây. Mày cái mẹ. Hai cha. Mày nè. Bây giờ mình sẽ lấy một cái đà thiệt là xa, sau đó mình sẽ chạy tiền nhanh tới. Hai ơi chết rồi. Mày nè, mất chiếc xe tăng nha con. Xe tăng rồi. Không còn xe tăng thì Huy núp còn làm gì được nữa đây. Hai ôi trời ơi, một phát thôi là
huy đắp bánh luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ biến thành thẻ bài cuối cùng, cũng như thẻ bài còn lại đó chính là chú gấu cao gọi là mấy chục mét. Biến hình nào, Enchanted biến hình. Ôi các bạn thấy gì chưa, tôi gà đã trở thành chú gấu tay chân dài ngoằng luôn nè. Nó như hay là Siren Head hay là Slenderman rồi đó các bạn. Không biết Huy nấp đâu, người ta hồi nãy nó dám lấy tới xe tăng nó bắn mình luôn. Coi được rồi, để mình vô làm mình kiếm lại Huy nấp coi. Huy nấp đâu rồi ta? Tôi gà tí chứ, tao biết đó chính là mày mà, con quái vật kia. Cái gì sao Huy nấp đi nhận ra mình rồi? Ôi đừng nói là Huy, chị Nabi đang bị cái gì vậy? Trên đầu chị Nabi là một cây đàn piano đang treo lên. Ôi trời ơi, Huy Đức, mày làm cái gì vậy? Tao đã nhận ra mày rồi, mày đóng giả làm con quái vật để đánh tao mày. Nó tính thả cái sợi dây đó xuống, sao là cái đàn piano nó sẽ đè lên chị Nabi mất. Trời ơi, chị giết tao nha. Bây giờ mày mà tiến tới một cái là tao sẽ cho mày hả rớt cái piano này xuống luôn đó. Nếu mà chiều cao là lợi thế của chú gấu này thì mình có ý tưởng này các bạn ơi. Mày đầu hàng chưa tao gà, đưa tao cái thẻ bài đó đi. À vậy thì để tao đưa thẻ bài cho nè. Ê mày đừng có tiến lại gần đây, tao cho cái dây đàn này nó rớt xuống. Tao tao phải tiến tới gần tao mới đưa thẻ bài cho mày được chứ. Cơ hội của mình tới rồi các bạn. Mày động như tao gà, tao thả sợi dây đó. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái đàn này, lấy được cái đàn rồi. Ok sao mày cầm cái đàn luôn rồi. Cái đàn này không phải trên đầu chị Nabi nữa mà là hướng bên này nè. Huy Nấp ơi, nhìn lên đi Huy Nấp ơi. 3, 2, 1 thả cái đàn nè. Bay nè. Trời ơi. Còn bây giờ để tôi cởi trói cho chị Nabi này qua. Cởi trói này, cởi trói này, cởi trói nè. Nabi có thể đi ra được rồi đó. Ôi, không có gì đâu, không có gì đâu. Thật ra em không phải là bạn gấu gì cả. Em chính là Tô Gà TV nè. Hello, hello. Em pro VIP chưa? Nãy giờ em đã dùng thẻ bài gì gấu à? À ok đúng rồi, gấu là người yêu đó các bạn. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Hôm nay mình đã trả đũa Huy Nấp thành công với những con quái vật trong Zoo Anomaly nhờ các bạn đó các bạn. Và bây giờ chúng ta có thể đi hẹn hò mà không bị Huy Nấp nó troll Việt Nam rồi. Thì các bạn hãy nhớ bấm nhiều video trên màn để coi video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tụi mình đi đây. Bye bye.